Hôn phu của Minh Hằng gặp sự cố, quỹ tiết mục mở màn hôm đám cưới. Chứng kiến cảnh hôn phu gặp sự cố, Minh Hằng không khỏi tức tối. Ngày 18 tháng 6 tới đây, đám cưới của Minh Hằng và hôn phu đại gia ngành dệt sẽ chính thức diễn ra. Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ và hôn phu đang rất tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cho ngày trọng đại như hử váy cưới, tạp vết đen. Tuy nhiên, mới đây Minh Hằng bất ngờ tiết lộ ông xã Danh Nhân gặp sự cố ngay trước đám cưới. Theo tiết lộ, hôn phu Minh Hằng bị đau chân sau khi đi chơi thể thao. Nhìn bàn chân sưng vù của bạn trai, giọng ca sinh năm 1987 không khỏi tức cái lồng ngực, đồng thời lo lắng cho tiết mục nhảy trong đêm đám cưới sắp tới. Minh Hằng than thở, tôi tức cái lồng ngực à, hứa với tôi, anh sẽ nhảy đẹp, làm em vui, mà đi chơi tennis về, khoe cái chân ú nu. Với tình hình này, chưa rõ tiết mục vết đen trong đám cưới của Minh Hằng sẽ ra sao, giữ hay hủy. Tuy nhiên, từ giờ tới hôn lễ vẫn còn hơn nửa tháng, nửa kia của nữ ca sĩ vẫn có khả năng hồi phục kịp thời bởi chấn thương được cho là không quá nặng.